Với khung giá từ 2 đến 3 triệu, Xiaomi đã phủ hoàn toàn bằng những sản phẩm chất lượng, cấu hình cao. Thật sự thì khó có thiết bị nào có thể cạnh tranh với những chiếc máy như là Mi 4 chính hãng giá chỉ gần 3 triệu và đặc biệt là bộ tứ Redmi 3, 3S, 3X hay là Redmi 3 Pro. Mà nổi bật trong số này chính là chiếc Redmi 3S giá chỉ 2 triệu rưỡi. Không chỉ giá rẻ mà gần như nó còn toàn diện nhất khi có thiết kế kim loại, có cảm biến vân tay, cấu hình cực khủng và viên pin cực trâu. Video này thì đi review sẽ đánh giá vì sao đây lại là chiếc máy vô địch và đáng mua nhất tầm giá 2,5 triệu. Thứ nhất thì có thể khẳng định Redmi 3S đang là chiếc máy có thiết kế đẹp, sang trọng nhất ở tầm giá này. Đã qua cái thời mà điện thoại giá rẻ thì buộc người dùng cũng phải chấp nhận thiết kế rẻ tiền theo. Triết lý mà nhiều hãng đã theo đuổi khi mới vào thị trường Việt Nam, mà điển hình đó là Asus với dòng ZFone 2. Khi sự cạnh tranh càng khốc liệt thì các hãng cũng phải thay đổi tư duy. Tiên phong đầu tiên đó chính là Xiaomi với chiếc Redmi 3 giá rẻ, vỏ kim loại hoàn toàn. Và tiếp đến là Redmi 3S với sự nâng cấp hoàn hảo hơn trong thiết kế. Ở tầm giá này thì có một vài chiếc máy cấu hình cao rất là đáng sở hữu như là Meizu M2 hay là Huawei G Play Mini. Tuy nhiên thì chúng vẫn được gia công từ nhựa truyền thống, mà đã là nhựa thì đương nhiên sẽ kém sang trọng, dễ chảy xước và ọp ẹp sau một thời gian dùng. Với vỏ kim loại nguyên khối được làm trơn tru, khả năng hoàn thiện cực tốt, vỏ nhôm không chỉ nhẹ, tản nhiệt tốt mà cảm giác cầm nắm cũng thích hơn nhiều, chắc chắn và gọn gàng. Redmi 3S chính là phiên bản thu nhỏ của Redmi Note 3, hai cạnh phía sau được bo cong, cùng kích thước màn hình nhỏ chỉ 5 inch, khi cầm không cảm giác cấn. Camera không lời là một điểm cộng, cảm biến vân tay được đặt phía sau dễ thao tác là điểm cộng thứ hai và có thêm lựa chọn màu vàng champagne sang chảnh là điểm cộng thứ ba. Đây là những thứ sẽ ăn đứt những chiếc máy có mức giá tương đương trên thị trường. Chỉ có duy nhất chiếc InFocus M560 mới có thể so sánh thiết kế với sản phẩm này. Nhưng Xiaomi họ không chỉ có một mà có đến 4 lựa chọn cho người dùng, đó là Redmi 3, Redmi 3 Pro, Redmi 3X và 3S. Yếu tố thứ hai đó chính là Redmi 3S là sản phẩm có cảm biến vân tay giá rẻ nhất trên thị trường. Đây là thứ khác biệt hoàn toàn trên Redmi 3S so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Đây là tính năng đã quá phổ biến hiện nay, nhưng chỉ phổ biến trên những sản phẩm có giá ít nhất cũng phải từ trên 3 triệu hay thậm chí là trên 5 triệu với hàng chính hãng. Còn dưới 2,5 triệu thì gần như là không có sản phẩm nào. Chiếc Redmi 3S chính là ngoại lệ đầu tiên. So với Redmi 3 đời đầu thì cảm biến vân tay chính là nâng cấp đáng kể nhất trên 3S. Cảm biến này được đặt gọn gàng ở phía sau, dễ thao tác, chỉ một chạm là mở khóa ngay lập tức, ngay cả khi màn hình đã tắt. Tầm giá 2,5 triệu, Mi 4 không có vân tay, Meizu M2, iPhone 5 cũ cũng không có vân tay. Trong khi đó iPhone 5 Matlock, Redmi Note 3 có hỗ trợ cảm biến vân tay thì mức giá đều trên 3 triệu đồng. Vì vậy nếu cần một sản phẩm giá rẻ, ưu tiên cho sự bảo mật thì Redmi 3S chính là một lựa chọn hàng đầu. Thứ ba, đó là sản phẩm này sở hữu viên pin khủng nhất. Dung lượng pin lên tới 4.100 mAh, biến Redmi 3S trở thành độc tôn cho hạng mục thời lượng sử dụng pin lâu nhất. Đây là con số đáng mơ ước kể cả với những smartphone cao cấp hiện nay, chứ không nói gì đến những sản phẩm cùng phân khúc tầm trung với dung lượng pin chỉ tầm 2.500. Với màn hình 5 inch độ phân giải HD vừa phải, cấu hình không quá mạnh, càng khiến cho Redmi 3S có thể trải nghiệm với thời gian lâu hơn. Qua trải nghiệm thực tế thì Redmi 3S có thể sử dụng lâu gấp rưỡi so với những smartphone phổ thông. Cụ thể thì máy có thể xem video liên tục trong khoảng 10 tiếng, lướt web 9 tiếng và chơi game liên tục trong khoảng 6 tiếng. Đây là những con số thực sự ấn tượng. Và điều cuối cùng cũng chính là yếu tố then chốt nhất tạo nên sức hút của sản phẩm này, đó chính là phần cứng hiệu năng, bởi nó sẽ gắn liền với những trải nghiệm của người dùng. Redmi 3S được chạy trên con chip Snapdragon 430 của Qualcomm. Con chip tầm trung này thì cho hiệu năng khá là tốt với 8 nhân trên nền tảng 64-bit cùng bộ xử lý đồ họa GPU Adreno 505. Nói gì thì nói thì chip Qualcomm vẫn luôn ổn định và hiệu năng tốt hơn so với các dòng chip MediaTek giá rẻ khác, nhất là khi chơi game đồ họa cao. Và Xiaomi cũng luôn biết chiều lòng người dùng khi thường xuyên sử dụng con chip Qualcomm trên những dòng sản phẩm phổ thông của mình. Và có tới hai phiên bản dung lượng RAM cũng như bộ nhớ người dùng có thể lựa chọn trên Redmi 3S, đó RAM 3GB đi kèm với bộ nhớ trong 32 và RAM 2GB đi kèm bộ nhớ trong 16. Máy vẫn hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài lên tới 256GB. Với bản 3GB RAM thì người dùng có thể lưu trữ thoải mái và chạy đa nhiệm mạnh mẽ hơn. Còn những tác vụ công việc cơ bản thì RAM 2GB cũng khá là thoải mái cho người dùng. Một số trang bị phần cứng khác như là máy sẽ hỗ trợ 2 SIM có 4G LTE, bộ đôi camera 13 megapixel và 5 megapixel chất lượng khá là tốt, màn hình 5 inch độ phân giải HD sử dụng tấm nền IPS hiển thị rõ nét. Như vậy thì với mức giá chỉ 2.490.000 cho bản RAM 2GB và 2.990.000 cho bản RAM 3GB, Redmi 3S đang là chiếc máy mạnh mẽ, thiết kế kim loại sang trọng, có cảm biến vân tay và viên pin khủng nhất tầm giá từ 2 đến 3 triệu. Có thể khẳng định thì với mức giá 2 triệu rưỡi, Redmi 3S là sản phẩm đáng mua nhất hiện nay. Và ngay bây giờ khi mua hàng tại Diệu Thông Minh, các bạn sẽ được tặng ngay gậy chụp ảnh tự sướng trị giá 120.000 đồng, nâng cấp gói bảo hành toàn diện chỉ với 300.000, sẽ được bảo hành lên tới 15 tháng phần cứng và đổi mới trong 30 ngày bao gồm cả nguồn và màn hình. Những bạn tại khu vực miền Tây Nam Bộ có thể qua ngay showroom thứ 10 tại số 55 đường 3 tháng 2 thành phố Cần Thơ, chuyên phục vụ khách hàng sinh viên với những sản phẩm Xiaomi giá cực rẻ để nhận được nhiều khuyến mại hấp dẫn trong tháng vàng khai trương đến hết tháng 8.
Còn bây giờ, xin chào cũng như hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.